VTV lên tiếng tố cáo Phi Nhung giả dạ chết bằng chứng quá rõ ràng. Quản lý Phi Nhung công bố chính thức ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống là thật 100%. Cụ thể mới đây quản lý Diễm Phạm đã không giấu nổi những sự xúc động của mình và chia sẻ những thông tin vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện cho rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Về việc này tôi không giấu nữa. Hôm nay tôi xin nói hết tất cả. Và thời gian qua mọi người cũng đã nghe phong phanh những tin đồn nên hôm nay tôi quyết định sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Rằng ca sĩ Phi Nhung hiện tại sự thật vẫn còn sống và cô ấy vẫn đang được điều trị tích cực bởi các y bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Cụ thể sự việc này ra sao và nguyên nhân do đâu mà quản lý Diễm Phạm quyết định nói hết toàn bộ sự thật như vậy thì xin mời quý vị và các bạn xem hết bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và là những người đầu tiên cập nhật tình hình mới nhất của ca sĩ Phi Nhung cụ thể hôm nay trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin cho rằng phía ekip ca sĩ phi nhung đã quyết định nói hết sự thật với công chúng và báo chí đại diện là quản lý diễm phạm đã có những chia sẻ đầy xúc động của mình cô cho biết đến hiện tại thì chúng tôi cũng không muốn giấu gì các bạn nữa trong vụ việc này chính tôi là người có lỗi bởi tôi là người bày ra tất cả vụ việc này khiến cho những người hâm mộ phi nhung vô cùng hoang mang trong suốt khoảng thời gian vừa qua và ca sĩ Phi Nhung hiện vẫn còn đang được điều trị tích cực và chắc chắn một điều cô ấy sẽ quay trở về Việt Nam sau khi cô ấy khỏi bệnh. Phi Nhung từng nói với tôi rằng nghe hát đã đem đến cho Phi Nhung nhiều cơ hội được làm những việc mình đã mong muốn từ bao nhiêu năm qua. Vậy nên Phi Nhung cũng không mơ ước xa vời gì, chỉ muốn trời thương tổ thương cho mình sức khỏe và giọng hát mãi bền lâu để theo nghề để tiếp tục hoàn thiện những tâm nguyện của đời mình. Với bản thân nghề hát, Phi Nhung nghĩ rằng sự thương yêu của khán giả bao nhiêu năm qua cho tiếng hát đã là điều quý giá nhất mà Phi Nhung đạt được. Giờ thì lo mà tiếp tục giữ vững tình yêu đó thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Nếu bạn là một người hâm mộ Phi Nhung chân chính thì xin hãy để lại một lời bình luận cầu chúc cho Phi Nhung sớm tài qua nạn khỏi và trở về với chúng ta nhé.